khách quý thân mến, toàn thể đại gia đình chúng ta đang được chứng kiến đôi đường rể Văn Thảo và Khánh Nhung đắc lục nhau, nắm chặt tay nhau, cùng nhau nở những nụ cười của hạnh phúc, những nụ cười của tình yêu, cùng nhau tiến về phía sân khấu hạnh phúc. Xin mời hai bạn trẻ của nhau đứng như giữa sân khấu đi ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Quang khách khách quý thân mến và Khánh Du xin trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn nhà trai có bố là Hoàng Văn Dẫn, mẹ là Hà Thị Diêm. Xin mời hai bác cùng nhau tiến lên phía sân khấu đứng sát chú rể Văn Thảo của chúng ta. Và phía bên phái đoàn gia đình nhà gái có bố là Vì Văn Ngoan, mẹ là Hoàng Thị Siên. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời bác trai bác gái cùng nhau trở về phía sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu, đứng sát người con thân yêu của mình, đó chính là cô dâu Khánh Nhung. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin mời hai bác ạ, cùng nhau trở lại phía sân khấu ạ. Vâng, kính thưa để quý vị quan khách khách quý thân mến, còn những quý vị quan khách ở ngoài cổng xuyên hôn không ạ? Chúng ta cùng nhau di chuyển dần về trong xuyên hôn đi ạ. Vâng, kính thưa để quý vị quan khách khách quý thân mến và ngay sân trên sân khấu hạnh phúc, sân khấu tình yêu của chúng ta đã có đầy đủ cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình. Và để tỏ lòng cảm ơn tất cả quý vị quan khách khách quý, Khánh Du xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình hãy cùng nhau cúi chào một cái cúi chào thật sâu gửi tới tất cả quý vị, xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa để quý vị quan khách khách quý thân mến, đại gia đình thân yêu, ngày hôm nay vâng ạ, bên phái đoàn nhà gái và nhà trai chúng ta cũng đã tổ chức cùng một ngày vui hạnh phúc, cho nên Khánh Du cho phép ra mắt cô dâu và chú rể sớm hơn thường lệ, phải không ạ? Vâng, kính thưa để quý vị quan khách khách quý thân mến, đôi vợ chồng trẻ Văn Thảo và Khánh Nhung của chúng ta quen biết, tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, đặc biệt được sự cho phép và nhất trí của chính quyền sở tại cũng từ của hai bên gia đình, cũng như toàn thể đại gia đình chúng ta cùng nhau trở đây chung vui với đôi vợ chồng trẻ, phải không ạ? Vâng, kính thưa để quý vị quan khách khách quý thân mến, hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2023, tức ngày 16 tháng 1 năm Quý Mão, tại xuyên hôn của gia đình nhà trai bản Có Tình, Triềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La, MC Khánh Du, MC Anh Tiên và Hà Xuyến đến từ nhà giáp Bảo Sơn sẽ được trân trọng tuyên bố buổi lễ chào duyên mới của đôi vợ chồng trẻ chú rể Văn Thảo sánh duyên cùng cô dâu Khánh Nhung chính thức được bắt đầu. Và nghe những tràng vỗ tay nồng nhiệt của đại gia đình chúng ta đã ông cắn tóc với sự nhào lên của mẹ bên nồng ơi. Và nghe xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị quan khách khách quý thân mến, những tràng nhạc, những tràng pháo vừa rồi hòa quyện cùng tràng vỗ tay, thưa quý vị quan khách khách quý, cũng đã minh chứng rằng tình yêu của đôi vợ chồng trẻ chú rể Văn Thảo và cô dâu Khánh Nhung của chúng ta đã cùng nhau trở về một mái ấm gia đình trước sự chứng kiến, thưa quý vị quan khách khách quý, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị quan khách khách quý thân mến, và ngay giây phút ở đây Khánh Du xin trân trọng kính mời đôi vợ chồng trẻ chúng ta hãy cùng nhau tiến lên phía trước một bước nhỏ, xin mời ạ. Và ngay giây phút ở đây Khánh Du xin trân trọng kính mời những món quà của hạnh phúc, món quà của tình yêu của hai bên gia đình sẽ dành tặng cho cô dâu và chú rể. Với ngài xin mời bác Diệp Dũng ạ, hãy dành những món quà của hạnh phúc, món quà của tình yêu để dành tặng cho đôi vợ chồng trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Chất tình này bà mẹ bên đồng ăn sườn của những sống bà mẹ bên đồng ơi, đồn phương biết mà ước bàn thảo có bà Khánh Nhung có lầy tìm cù suốt đổi từ nắp bà mẹ bên đồng ơi, chất nhì sáu phượt sáu phà vũ già tám nay ai ép có mỹ sàng ngàn xưa và đắng mỹ thuốc hèn bèn xót bè tặng đủ vào tàu cùng chân ngay bên nhì và những sướng vào về trường phòng đủ tàu diệt sườn kín mất hạ từ nắp bà mẹ bên đồng ơi, sức khỏe của mỹ sàng ngàn xưa do đây tăng nà tăng tà đồi phương biết mà ước sau này giòn ải giòn êm ở từ bò là cánh mây là chắc chờ sẵn mà nho ở từ máy bánh chờ sẵn mà nhong chia sẻ sòng văn tạc từ những sò chúc bùn dương chúc phải cầu bình an bàn kiếp nhất chúc lại của hải phải bỏ lại xong và biển đất thành phần nước sờ trời và quyền huệ nằm nòi hở lù là hát tắc kín lưng tề na bỏ mề bị nòng ơi trên đây lại bỏ mề bị nòng ăn gỡ khót khánh dù tàng nà tàng tà đồi phù miết mà ớt về tạc hàng ai hải êm nhắc mi trường miếng phòng hở đù hở tàu trên đây lại bỏ mề bị nòng hàng sườn còn mới đi mà ớt khánh dù còn lại sò phép tàng nà tàng tà đồi phù miết mà ớt
tăng nà tăng tà ai em sóng phượng sóng phà phú già tà nai phò mè pin ỏng ơi với sức mạnh mà đổi phục viết mà văn thảo có một cánh nhung có đầy pin cù suốt đồi chân đi kềnh lại phò mè pin ỏng bạt cuồng hao phò mè pin ỏng bạt tảng nát nửa xúm mài xúm em phà cỏ thái nát nửa sửa lì biểu kiềng áo cắn mịn mong buồn chốc bạc chốc cười từ tiếng thế giàu sức khỏi có mít sàng hần xưa sợ chúc cả thích lại phò mè pin ỏng bạt cuồng hao phà cỏ hào hàn xiềng sờ dệt sàng lầy gầy sàng pin ốc vườn chiềng vì mỡ ăn hải nhất mi ăn lì hà lầy dệt để lại bé mỡ phò mè pin ỏng ơi phù lại bậc ca có hở mắn lại ngất hán thay quán có lại ngất kèo tăng tăng cả mấy bên này ăn hủ nữa phò mè pin ỏng nữa. Và ngay giây phút từ đây chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với đội bóng trẻ. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nắm chặt tay nhau tiến về pháp tháp ly tình yêu phía bên phải sân khấu. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể Văn Thảo hãy cầm chai rượu thứ nhất lên trên tay ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy sóc chai rượu thật mạnh lên đi ạ. Mạnh hết cỡ đi ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin mời chú rể hãy xé chiếc tem Made in Việt Nam. Xin mời ạ. Và xin mời chú rể hãy tháo bỏ chiếc khóa sắt đi ạ. Và hãy dùng sức mạnh của tình yêu chú rể để khui chiếc nắp chai rượu thật mạnh. Xin mời ạ. Một tràng pháo tay quý vị ơi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin mời cô dâu chú rể cùng nhau chung tay rót lên tháp ly tình yêu ạ. Vâng, kính thưa để quý vị quan khách khách quý thân mến, theo phong tục của người phương Đông chúng ta, những ly rượu dành cho nhau đó chính là những tình cảm dành cho nhau. Để rồi ngày hôm nay bầu trẻ Văn Thảo Khánh Nhung của chúng ta cũng dùng những ly rượu đó để rót lên tháp ly tình yêu, có thể minh chứng rằng tình yêu của đôi bầu trẻ chúng ta sẽ chảy mãi theo thời gian như những dòng rượu hồng đang chảy hòa quyện của những làn khói trắng lan tỏa. Đó chính là những tình yêu tình cảm của đôi bầu trẻ dành tặng cho nhau trong trắng đến gần nào. Và kính chúc cô dâu chú rể chúng ta hạnh phúc trăm năm tình viên mãn. Xin cảm ơn. Và xin mời cô dâu Khánh Nhung hãy cầm chai rượu thứ hai lên cho chú rể Văn Thảo được không ạ? Vâng ạ, xin mời chú rể Văn Thảo hãy sóc chai rượu thứ hai thật mạnh đi ạ. Vâng ạ, xé và mở khóa xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy khui chiếc nắp chai rượu thật mạnh đi ạ. Sóc chưa ạ chú rể ạ? Vâng ạ, mạnh mượn mẽ đi ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Và xin mời cô dâu chú rể cùng nhau chung tay rót lên 6 ly trên bàn tiệc. Xin mời ạ. Chân đi lại, phò mê phì nong hoặc xương khoan chân hăng tay lại, cái kiên má bầu cùng ải liền có sân lán phốt phà cùng em liền có dằm xương nằm tết sở bể nhớ hao có bất kể mết lại cùng ải o ép xình tên nát xô mê chân đi đồi phù miếp mở vận thảo có bạc Khánh Nhung có đầy bền cù suốt đồi có miếp sàng ngần xưa lướm sạc gồng xình ngọ ở khóng trầu chân đi thì biết chén lầu nòi nâng sáu tắc sáu nho hở sóng ải sóng em. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể hãy nâng đi rượu từng bậc sinh thành của mình ạ. Xin mời ạ. Xin mời chú rể và cô dâu hãy cầm ly rượu của mình ạ. Và xin mời cô dâu chú rể cùng các bạn đại diện hai bên gia đình hãy cùng tiến lên để chạm ly với nhau ngay trên sân khấu này. Xin mời ạ. Và thân thể quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau rót đầy ly rượu của mình được không ạ? Và ngay xin mời các bác trưởng mâm ạ. Áo cắn khái lẩu bay bom nước bom mê pin ong nơ. Vâng ạ. Và ngay giây phút này đây ạ, số 10, số Mỹ, số Bò Mè ơi. Cho hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị, quan khách, khách quý chúng ta một ly rượu hạnh phúc, một ly rượu tình yêu chung vui ạ. Bò Mè Pin Ong ơi, lẩu khai chén đâu ạ? Anh em ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ẩu hành đất Bò Mè đó. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị cùng hai bên gia đình cùng uống cạn ly rượu này ạ. Hảo nơ sầu phú gia tán ai nơ. Gia đình phải không ạ? Kính chúc toàn thể quý vị quan khách khách quý chúng ta sức khỏe thật là dồi dào phải không ạ? Và xin mời hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể sẽ cùng tiến để bắt tay với nhau để siết chặt mối tình thông gia của hai bên gia đình. Xin mời ạ. Và Khánh Du xin được kính chúc mối tình thông gia của hai bên gia đình sức ngày càng keo sơn thắt chặt gắn bó hơn. Và ngay giây phút ở đây, Khánh Du xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nhau trở về từng bàn tiệc để cùng nhau nâng chiếc ly rượu và hạnh phúc ly rượu của tình yêu với toàn thể quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời ạ.